thưa quý vị trong chương trình tuần trước chúng tôi đã đề cập thương vụ chuyển nhượng của cầu thủ việt trong quãng nghỉ giai đoạn thường không sôi động bằng ngoại binh nhưng kỳ chuyển nhượng giữa mùa năm nay đã chứng kiến điều khác biệt bom tấn ư có số lượng trăng cũng có và chính những thương vụ này đã giúp cho lăng kính chuyển nhượng ngày hôm nay một chương trình có nhiều giá trị thông tin không phải ai cũng biết và thưa quý vị những thông tin không phải ai cũng biết mà chúng tôi vừa đề cập đến từ khách mời đầu tiên của chúng tôi xin được giới thiệu với vlogger Minh Hải xin chào anh và từ thông tin của anh Minh Hải thì vị khách mời thứ hai sẽ phát triển dưới góc nhìn chuyên môn và đề cập sâu hơn ở góc độ chiến thuật không ai khác huấn luyện viên Phương Nam một lần nữa thì tôi xin được chào và cảm ơn các người anh đã có mặt trong lần kính chuyển nhượng ngày hôm nay có lẽ là chúng ta hoàn toàn đồng thuận không phải bàn cãi khi mà Tuấn Anh chính là bom tấn trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa với những cầu thủ Việt Vậy thưa Vlogger Minh Hải Tại sao Tuấn Anh lại đến Nam Định ở giữa mùa Trong thời điểm mà LB Banh Hoàng Gia Lai cũng rất gần đội trưởng của họ Trong cuộc đua chùa ạ ờ, Đây là một câu hỏi rất hay Và đây là một điều mà có lẽ là kể cả những người làm chuyên môn Lẫn những cổ động viên bình thường Như chúng ta Đều đang muốn đi tìm câu trả lời Tôi có thể trả lời bằng hai ý Ý đầu tiên là lẽ ra Tuấn Anh đã về Nam Định từ đầu mùa Và thực sự là cũng phải rất cố gắng bên phía Nam Định mới kết nối được với Tuấn Anh. Vì Tuấn Anh hoàn toàn không nghe điện, không muốn nói về chuyện chuyển nhượng. Bởi vì Tuấn Anh không muốn rời Hoàng Anh Gia Lai khi mà Hoàng Anh Gia Lai đang cần bạn ấy nhất. Và bạn ấy nói rằng là có thể là không vô địch được nhưng không thể để xuống hạng được. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai là Hoàng Anh Gia Lai họ rất tự tin là họ sẽ trụ hạng thành công. Và nếu năm nay Tuấn Anh được cho Nam Định mượn thì có thể sang năm khi Hoàng Anh Gia Lai cần, Hoàng Anh Gia Lai lại có thể mượn được những cầu thủ của Nam Định. Và mùa giải 2024-2025 mới là mùa giải của Hoàng Gia Lai đặt mục tiêu giành chức vô địch. À, tôi nghĩ là đây là những cái thông tin mà nó cũng có thể mở ra cho ta rất nhiều những hướng suy nghĩ. Đến thời điểm này thì phải nói là lẽ ra là Bầu Đức đã đặt mục tiêu vô địch cho Hoàng Gia Lai từ rất lâu rồi. Thậm chí là mùa giải năm nay khi mà anh Kirisak còn nắm đội Hoàng Gia Lai cũng đã nói về chuyện vô địch rồi. Lúc đấy thì mình nghe nó hơi hài hước bởi vì ông không có một cái nền tảng gì để ông đưa ra một cái mục tiêu. Mục tiêu đấy nó thực sự là nó không có điều kiện để thực hiện mục tiêu cho nên là chúng ta nhìn thấy nó rất là buồn cười nhưng đến bây giờ thì tôi đã thấy là mọi thứ bắt đầu thành hình rồi à, họ đã có liên việt postbank đến và hậu thuẫn về mặt tài chính tuấn anh đi rồi tuấn anh sẽ về và kèm theo đó biết đâu hồng duy sẽ đến biết đâu văn toàn sẽ đến hết mùa giải năm nay lương xuân trường cũng sẽ hết hợp đồng à, văn thanh thì đang gặp một chút khó khăn bởi vì bạn ấy có thể lựa chọn một câu lạc bộ khác ở thành phố hồ chí minh để đầu quân ví dụ thế ở trong miền nam thì hoàng anh gia lai đang muốn tái hợp cái bộ khung mà đã tạo ra danh tiếng cho Hoàng Gia Lai Arsenal GMG là khóa 1 và khóa 2. Họ sẽ kết hợp khóa đấy lại và sẽ đưa khóa đấy lên đỉnh cao trước khi thực sự nhóm này sẽ lại được phân tán thêm lần nữa và họ sẽ giải nghệ. Và người ta cũng nói rằng là bầu Đức, bây giờ chính như anh Đức cũng đã nói là anh bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Anh bây giờ anh không thể nào mà anh cứ đánh đu về bóng đá mãi được. Bởi vì huyết áp bây giờ nó cũng tăng, các chỉ số về sức khỏe bây giờ nó cũng không được tốt như ngày xưa. Và anh nói rằng là đã đến lúc bắt đầu phải có một cuộc chuyển giao và anh muốn là cái niềm tự hào lớn nhất của anh chính là hoàng gia Lai, arsenal gmg chính là lứa tuấn anh công phượng xuân trường tất cả cái lứa đấy sẽ tụ họp lại ở trên đỉnh Pleiku và sẽ đưa họ đến với chức vô địch V-League trước khi cả một cái nhóm thế hệ vàng chính thức nói lời chào tạm biệt với bóng đá đỉnh cao vậy với góc độ của anh phương nam thì sao anh nhìn nhận thế nào về sự ra đi của nhóm những cầu thủ này ạ có một điều tôi hoàn toàn đồng tình với minh hải đó là hoàng gia lai họ yên tâm về cái nhiệm vụ trụ hạng ở giải đấu năm nay thế nên họ mới quyết định để tuấn anh ra đi và cái việc này nó cũng đến từ chính Tuấn Anh cảm nhận là đội bóng của mình, đội bóng cũ của mình hoàn toàn yên tâm cho cái quá trình chủ ạ. Nên bạn ấy mới mới bước chân ra đi, tôi nghĩ đó là điều mấu chốt. Còn nếu như Hoàng Gia Lai không có được hai chiến thắng ở những trận đấu vừa rồi, không có được những cái tín hiệu khởi sắc đến từ những cái phía sau hậu trường ấy, thì chắc chắn là tôi nghĩ là Tuấn Anh chưa chắc đã đi đâu. Và nếu có đi thì bạn cũng sẽ không đi với một cái trạng thái vui vẻ, một cái trạng thái hạnh phúc và một cái trạng thái hào hứng đến như thế. Bởi vì tôi hiểu đó là tính cách và con người của Tuấn Anh. Và với Hoàng Gia Lai thì chúng ta cũng phải biết rằng những cái dấu ấn của những người cũ ở cái lứa học viện GMC thì nó càng ngày nó càng nhạt dần trong cái thành phần và sức chiến đấu của Hoàng Anh Gia Lai có lẽ dấu ấn lớn nhất nó chính là cái tập thể khát khao và đầy sức công hiến và đã rất gần với chức vô địch nhưng sau đó bị hủy bởi covid đó là thời điểm mà tôi cảm thấy là họ đạt được cái độ chín cao nhất và mọi thứ đều cực kỳ hoàn mỹ ở thời điểm đó nhưng sau cái thời điểm đó thì từng người một ra đi rồi kể cả những người ở lại họ cũng không có được một cái sự yên tâm về mặt tương lai về mặt điều kiện tài chính thế nên là cái xác họ ở đó nhưng hồn đôi khi họ cũng không ở đó nữa thế nên là chúng ta nhìn thấy những mùa giải sau vẫn có thể là lúc năm sáu gmg nhưng mà đá trên sân thì họ không cũng không thể hiện được bản năng của chính mình thì đến bây giờ thời điểm hiện tại thì với một cái vị cầm quân khác với một cái tầm nhìn khác và cùng với đó là một cái nhiệm vụ khác thì tôi nghĩ rằng mọi thứ nó sẽ đơn giản hơn huấn luyện viên vũ tiến thành là một trong những tôi đánh giá anh ấy như là một cái gã tựa hàn của bóng đá việt có nghĩa là sẽ hàn gắn những mảnh vỡ những lỗ hổng để mang lại một cái khối gắn kết đấy và cái khối đấy nó có thể đảm bảo được nhiệm vụ trụ hạng việc tuấn anh ra đi hay nói chính xác hơn là thương vụ tuấn anh để lại những sự tiếc nuối cho các cổ động viên của hoàng gia lai để những sự để lại những sự dây dứt cho chính cá nhân tuấn anh trong cái việc đi hay ở nhưng suy cho cùng người có lẽ là hạnh phúc nhất theo quan điểm của tôi là huấn luyện viên Vũ Hồng Việt một người đã có được điều mà anh ấy cần và một điều mà Tuấn Anh cũng nhận được rất nhiều những sự ủng hộ của các đồng nghiệp và ngay bây giờ thì xin mời huấn luyện viên Phương Nam xin mời với lớp Minh Hải cũng như là xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với đoạn băng tổng hợp để được hiểu rõ hơn về vấn đề chúng tôi vừa nêu lên. Nếu như anh đi sớm hơn thì biết thêm thành công hơn cái đây là con điểm cá nhân và và đây là em chia sẻ theo một góc độ là, là là, là, cầu thủ với nhau bản thân em không không đi hà nội không phải là em không muốn đi mà đây là đội bóng tốt nhất rồi sau quan điểm của em em chơi ở đây 7 năm em được huấn luyện bởi những người thầy tốt nhất những người anh lớn tuyệt vời nhất anh văn quyết anh thành lương giúp em rất nhiều và thật sự kể cả tuấn anh khi lên đội tuyển em cũng muốn giúp bạn ấy bất kỳ ai vì chỉ có chỉ có một môi trường cạnh tranh hơn, chỉ có gặp được những người thầy tốt hơn, gặp những người đồng đội xuất sắc hơn, thì bản thân mình mới tiến bộ được. thì em hy vọng là biết đâu Tuấn Anh đến môi trường mới, vẫn sẽ thay đổi được thì sao? ở ngoài gia lai bạn ấy mở 7-8 năm nhưng mà thành tích chưa có. vậy thì biết đâu đến đây họ anh ấy uh, Tuấn Anh sẽ có một cái có một cái sự bứt phá về, về mặt phong độ, về mặt uh, chuyên môn thì sao? Uh, em nghĩ là đây là một sự mạo hiểm nhưng mạo hiểm trong tầm tay, không phải là một cầu thủ đi nước ngoài, nó nó khác rất là nhiều. Đây chỉ là một một sự thay đổi trong nước thôi nhưng mà em nghĩ là sẽ giúp Tuấn Anh rất nhiều. Xin chúc Tuấn Anh đầu tiên là luôn luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm, không gặp chấn thương. Sau à, đấy thì sẽ tiếp tục tiến bộ, đặc biệt là sẽ có được cái vị trí tốt nhất cũng như là tìm cho mình được một con đường tốt nhất. Dù là thế nào cho nữa thì bạn hãy luôn luôn là một cái Tuấn Anh cẩn mẫn rồi là khéo léo một cầu thủ có một cái tố chất rất là tốt và hy vọng là bạn sẽ tiến bộ trong thời gian tới. Tuấn Anh là một cầu thủ rất là chất lượng, rất là tốt. Tôi nghĩ là bất kỳ một câu lạc bộ nào đều muốn có Tuấn Anh trong đội hình. Về chuyên môn của Tuấn Anh thì các bạn cũng biết rất là rõ. Khi mà Tuấn Anh chơi trên đội tuyển cũng như là ở Hoàng Gia Lai, thì Tuấn Anh cũng là một cái mẫu cầu thủ mà điều tiết được trận đấu. Xin phép được mượn lại một ý của Hùng Dũng để nói về Tuấn Anh và khép lại câu chuyện Tuấn Anh trước khi chúng ta chuyển cùng chuyển sang một thương vụ khác muộn còn hơn không. Tuấn Anh cuối cùng cũng ra đi, đi để tìm lại những cảm xúc chơi bóng của mình và đôi khi đi để có được những danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ ở cấp câu lạc bộ. Và thưa các anh, trong kỳ chuyển nhượng diễn mùa vừa rồi thì chúng ta cũng được chứng kiến một vụ thay đổi câu lạc bộ của một người cũ học viện Hoàng Anh Gia Lai, GMG, đó là trường hợp của Xuân Trường tức là Xuân Trường sau khi rời khỏi Pleiku thì cũng không khẳng định được mình ở Hải Phòng và bây giờ thì thi đấu cho Hà Tĩnh. Vậy thực tế thì Xuân Trường đến với Hà Tĩnh theo bản hợp đồng cho mượn hay là đội bóng này đã mua đứt hợp đồng từ câu lạc bộ Hải Phòng thưa anh? À, nó là bản hợp đồng mua đứt nhưng nó lại được vận hành như là một bản hợp đồng cho mượn. chúng ta biết là bản hợp đồng của Xuân Trường với Hải Phòng là đến hết mùa là hết thì cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mượn thì coi như là xong. Nhưng ở đây là họ mua đứt với cái giá rất cao mình phải nhấn mạnh là với giá rất cao nhưng mà lúc đó thì anh nguyễn thành công lại nhận được một cái thông tin đó là lương xuân trường sẽ không được đá hai trận đấu với câu lạc bộ cũ là câu lạc bộ hải phòng thì tôi cho rằng là đây cũng là một cái nó cũng chưa được chuyên nghiệp của bóng đá việt nam một khi anh đã mua đứt là anh sẽ phải anh sẽ phải cho người ta đá hết và nó rất là buồn cười là ở trong cái trận đấu vừa rồi đúng không ạ chúng ta thấy là không được ra sân trong khi anh thành công đang rất chờ đợi khán giả của hà tĩnh rất chờ đợi À, mình cho rằng là như thế là rất là không ổn tất nhiên là vì anh thành công thích tất nhiên là lương xuân trường muốn cổ động viên của hà tĩnh muốn thì có thể là bên phía hải phòng họ ép được còn nếu mà bình thường ra ví dụ như tôi mà nói chuyện với anh hoàn là tôi không đồng ý cái đấy à bởi vì anh cho mượn là anh phải nói là cho mượn cho mượn là tiền nó sẽ khác còn nếu mà anh mua đất là câu chuyện nó khác và bên phía hồng lĩnh hà tĩnh họ đã chấp nhận mua đất và họ trả một cái giá tiền rất cao ví dụ như là bình thường ra bạn ấy chuyển nhượng đến Hải Phòng là ví dụ 3 tỷ một mùa chẳng hạn Thì cái khoản tiền dành cho nửa mùa còn lại mà Hải Phòng không dùng ấy thì lẽ ra nó phải thấp hơn. Nhưng bây giờ nó lại cao hơn so với nửa mùa trước. Tức là họ phải mua một khoản tiền lớn hơn nhưng mà họ lại được sử dụng lại ít hơn. Cho mình thấy là cái đấy là cái đầu tiên Đúng mà mình Đúng mình nói là nói chung là nó nó không nó không hay lắm. Còn tất nhiên là nó sẽ được vận hành bởi giá cả thị trường vì nhu cầu tất cả mọi thứ. Cái đấy thì mình không tính. Nhưng mà tôi thì tôi quan tâm đến một cái khía cạnh mà Duy Anh vừa đặt ra. Đấy là Tại sao Lương Xuân Trường về với câu bộ Hải Phòng và cuối cùng lại không thành công? Tôi đánh giá rất cao cuộc điện thoại của Lương Xuân Trường với anh Thành Công. Trước khi đôi bên thực sự về với nhau, đôi bên thực sự ký hợp đồng, thì Lương Xuân Trường và anh Thành Công đã nói chuyện với nhau rồi. Và khi anh Thành Công nói chuyện với Lương Xuân Trường, thì anh đưa ra toàn bộ những lời đánh giá của Lương Xuân Trường và Lương Xuân Trường gật đầu lia lịa. Và tôi cho rằng đấy mới là cái yếu tố để cho Lương Xuân Trường lựa chọn Hồng Lĩnh Hà Tích chứ không phải là những đội bóng khác, kể cả Hoàng Gia La đó thì đấy hai trận gần đây chúng ta nhìn thấy lương xuân trường đã được anh thành công dành cho nhiều đất ơn giải phóng bạn đấy ít nhiều ra khỏi cái nhiệm vụ phòng ngự và chúng ta đã nhìn thấy những cái pha truyền bóng điểm rơi trước đây của lương xuân trường bỗng nhiên nó lại trở lại và tôi xem tôi cảm thấy rất sướng và hình như tôi có nói đùa với anh thành công là anh công ơi em không biết vì sao nhưng mà có lẽ là loài người trên thế giới này ai cũng muốn tìm đến anh bởi vì tìm đến anh tức là tìm đến thành công và em hy vọng là lương xuân trường nó về và anh nó sẽ thành công bởi vì tôi cũng nói với anh thành công là tôi rất là yêu lương xuân trường tôi rất là quý lương xuân trường một người như thế mà không thành công thì quá là phí bây giờ đến với một đội bóng mà do anh thành công dẫn dắt mà không thành công nữa thì <laughs> thôi nghỉ tôi nghĩ rằng là câu câu chuyện này ấy thì uh, phân tích sâu một chút về mặt chuyên môn ấy thì uh, theo quan điểm cá nhân tôi nhá là cái bản hợp đồng của lương xuân trường đến với hải phòng ấy ít nhiều nó vẫn mang yếu tố thương mại, ít nhiều nó vẫn mang hệ. yếu tố quan hệ và một phần nào đó Lương Xuân Trường muốn thay đổi môi trường của mình để tìm kiếm một cái sự mới mẻ, tìm kiếm cái thử thách và tìm kiếm cái sự thành công. Nhưng mà thực ra khi mà Lương Xuân Trường đến với Hải Phòng thì tôi đã cảm nhận là rất khó thành công. Bởi vì tôi là người hiểu anh Chu Đình Nghiêm và tôi hiểu cũng Lương Xuân Trường cũng là người có thể chơi tốt nhất ở vị trí số 6. Nhưng cái vị trí số 6 mà anh Nghiêm cần trong cái đội hình 433 ấy, nó phải là tây nó phải là người can quét phải là người thu hồi giống như xét giống như Biku ở thời điểm hiện tại thế nên trường đặt vào đó và trường rất nỗ lực chúng ta không phủ được nhận tôi phải ghi nhận là trường ở Hải Phòng là một trường ở thay đổi khá nhiều so với Hoàng Gia Lai Bạn ấy cũng nỗ lực để bạn ấy bật và thoát ra khỏi cái sức ỉ của chính bản thân mình Nhưng đúng như Hải phân tích là cường độ tập luyện Rồi cái khối lượng di chuyển ở cái vị trí đó, đòi hỏi vị trí đó Trường không đáp ứng được Và khi mà trường không đáp ứng được Trường đã cố gắng, anh Nghiêm đã cố gắng đẩy trường lên cái vị trí số 8 Là vị trí tiền vệ tấn công Chơi năng động hơn, nhiều hơn và gần với cầu môn hơn thì trường cũng không thể đáp ứng được vị trí đó bởi vì đó không phải là vị trí sở trường của lương xuân trường trong khi đó thì với cái bản hợp đồng hồng lĩnh hà tĩnh thì tôi nghĩ rằng huấn luyện viên thành công cùng với ban luyện hồng lĩnh hà tĩnh thực sự là cần trường tôi đã có một lần ngồi nói chuyện với công trước khi cách đây phải đến 3 tháng lúc đấy mới bắt đầu dậm dịch thông tin là lấy dương truyền về thì tôi hỏi là tại sao lấy trường về thì thứ nhất là ban lãnh đạo thích trường thích trường một người tư cách một người có chuyên môn có hình ảnh có đạo đức có cái tư duy có mọi thứ đều rất là đẹp và việc xuân trường xuất hiện ở hồng lĩnh hà tĩnh cũng sẽ là một hình ảnh xây dựng tốt cho thương hiệu hồng lĩnh hà tĩnh đấy là điều đầu tiên và thứ hai công cũng đã có những sự tính toán để làm sao sử dụng xuân trường một cách hợp lý nhất Ờ, có nghĩa là bạn ấy đã suy nghĩ là à, sẽ đặt trường ở đâu sẽ chơi cạnh trường như thế nào ai sẽ là người càn quét thu hồi bóng để trường có thể thực hiện ra những cái đường chuyển chiến thuật và chúng ta nhìn thấy ở Hồng nghĩa Tị Tĩnh lúc này các tiền vệ của họ là ai ờ, Trung Học là một người trẻ thi đấu rất năng động nhưng khả năng chuyền bóng không phải là hay rồi uh, văn Bỉu cũng mới trở lại sau chấn thương và khả năng chuyền bóng cũng không phải là xuất sắc đinh thanh trung hay phi sơn đó đều là những tiền vệ tấn công và tạo những sự đột biến thực sự là hồng lĩnh hà tĩnh lúc này đang thiếu một chân truyền và đó chính là xuân trường thì uh, công cũng đang cố gắng tính toán mọi thứ để làm sao có thể đặt được xuân trường ở cái vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng là một vị trí tiền vệ số 6 sẽ chơi như kiểu là piết đô có nghĩa là phòng ngự từ xa và sẽ là người châm ngòi cho những tình huống tấn công của uh, hồng lĩnh hà tĩnh và đặc biệt lúc này hồng lĩnh hà tĩnh lại chơi với hai tiền đạo ngoại Ibarra và Diallo Thế nên đó sẽ là một cái cơ hội khá là tốt để trường có thể hòa nhập và bắt nhịp Thì đấy là quan điểm nhìn nhận và phân tích trên chương bừng của cá nhân ừ, tôi và... Tôi muốn nói thêm một tí về trường hợp của trường Thực ra là trường thiếu cái gì thì trường sẽ muốn hoàn thiện ở đó Và trường cho rằng là mình đã khá là ok về cái khoản truyền bóng tất cả mọi thứ Nhưng còn một cái lối chơi máu lửa Rồi cái thể lực bạn ấy muốn vượt ngưỡng Đấy là lý do vì sao bạn ấy về với anh Chu Đình Nghiêm Nhưng anh Chu Đình Nghiêm lại cần những cái vị trí nó phải đáp ứng được ngay chứ anh không thay đổi hệ thống để phục vụ cho một người nào đó. Thì đấy là lý do vì sao Lương Xuân Trường đã thất bại ở Lạch chay Và khi mà anh thành công, anh đưa ra một cái phương án là vẫn cho Lương Xuân Trường được đá ở vị trí của Lương Xuân Trường và vẫn cố gắng cố gắng làm sao xây dựng hệ thống để hỗ trợ cho những cái vấn đề mà hiện nay trường đang bị thiếu. Tóm lại là đến bây giờ thì Lương Xuân Trường chưa có những cái khoảnh khắc lóe sáng thực sự nhưng chúng ta bắt đầu nhìn thấy cái hình ảnh của Lương Xuân Trường tốt hơn ở so với ở lạch chay và tôi tin là với bàn tay của anh thành công với sự hỗ trợ của cả một hệ thống lương xuân trường sẽ cố gắng lấy lại à, tôi biết được là lương xuân trường thì bây giờ đang có hai cái mục tiêu rất lớn một là phải lấy lại cái niềm tin của mọi người đã đặt ra cho mình và thứ hai là trở lại đội tuyển quốc gia vâng và tóm lại là những cầu thủ của anh gia lai sau khi mà đã thành danh trong cái giai đoạn mà hay được gắn mác là james và rồi sau này họ đi tìm những cơ hội mới thì không phải ai cũng thành công hoặc là ít nhiều có được những vinh quang như kiểu văn thanh hay đâu đó hy vọng là văn toàn năm nay cũng sẽ có được mà những trường hợp như của tuấn anh hay là xuân trường sẽ cần thêm thời gian để chúng ta đi tìm câu trả lời và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay thức anh có một vấn đề nữa mà tôi muốn đặt ra trong các vụ chuyển nhượng của những nhóm cầu thủ việt nó đang cho thấy những cái câu chuyện về sự chuyển dịch những sự xê dịch về mặt nhân sự mà cái sự xê dịch đấy đôi khi nó chỉ theo một cái quỹ đạo một vòng tròn như này một cái vòng tròn khép kín giữa ba cái điểm chẳng hạn nó tạo ra một cái thị trường chuyển nhượng rất hay và tạo ra rất nhiều uh, những quan điểm. Duy anh mở ra Đúng một ạ. cái đề tài rất hay và tôi nghĩ là anh Phương Nam chốt cái đề tài này thì là tuyệt vời. Chúng ta có thấy vui vì cái cái thị trường chuyển nhượng như này hay không? Tôi thì không thấy vui, bởi vì năm nào cũng thế, quanh quẩn chỉ có mấy cái tên. Điều đấy có nghĩa rằng hệ thống đào tạo trẻ của chúng ta chưa hoạt động tốt và chưa cho ra đời những cầu thủ đủ hay. Và đấy chúng ta nhìn thấy đúng là một cái nền bóng đá hớt ván 100% Năm nào cũng thế Sang năm rồi lại đến uh, trường hợp như của Hoàng Đức, của Đức Chiến Một số anh em Phạm Tuấn Hải Rồi đi quanh đi quẩn lại chúng ta chỉ sao nấu mấy cái tên thôi Và cứ một đại gia đến đầu tư rất nhiều tiền là bắt đầu phá giá thị trường Bắt đầu lấy những cầu thủ này phục vụ cho mục tiêu ngắn hạn Sau đó lại rời khỏi bóng đá Tức là cái thị trường chuyển nhượng này Nó đang không kích thích cho sự phát triển của một nền bóng đá mà chúng ta chỉ tận dụng ở những cái tên tuổi đã chứng minh được chứ chúng ta không đào tạo ra được một hướng mới à, tôi nghĩ là với tư cách là một huấn luyện viên và cũng là làm công tác đào tạo trẻ rồi anh nam có một cái ý kiến này tôi nghĩ là để chốt lại chương trình này thì nó là tuyệt vời xin mời anh nam ạ <laughs> thực ra mà nói thì tôi nghĩ rằng thị trường chuyển nhượng năm nay ấy, nó cũng có những cái tín hiệu khả quan nó cũng có những cái sự sôi động và chỉ có điều là những cái bản hợp đồng đỉnh đám nhất thì nó đang đến theo cái dạng luân chuyển nội bộ và điều đó làm chúng ta cảm thấy chạnh lòng Uh, nhưng uh, bóng đá là cuộc chơi và uh, các câu bộ họ vẫn làm đúng luật Nếu mà không đúng luật thì uh, VPF đã tuyết còi, đã còi rồi uh, Thế nên là tôi mong muốn rằng uh, thực ra để mà phát triển bóng đá Việt Nam Chúng ta cứ đòi hỏi là 14 câu bộ sẽ là 14 cái mảnh ghép riêng biệt để phát triển Nó giống như 20 câu bộ ngoại Anh thì tôi nghĩ là không biết bao giờ mới có được điều đó uh, Bây giờ mỗi câu bộ họ có mỗi năm có vài chục tỷ để tồn tại để phát triển đó là một điều cực kỳ mừng với bóng đá Việt Nam rồi chứ chúng ta không nghe thông tin rằng mùa này liệu câu bộ này có tham gia hay không mùa kia liệu câu bộ kia có tham gia hay không thì đó là một điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải chấp nhận thực tế ở thời điểm hiện tại tồn tại đã rồi hãy phát triển sau quay trở lại với câu chuyện của Minh Hải thì đương nhiên rồi đó cũng là một cái nét hơi trầm và hơi buồn trong cái thị trường chuyển nhượng năm nay nó đến từ nhiều yếu tố lắm, nó đến từ cái công tác đào tạo trẻ, nó đến từ những cái bản hợp đồng đào tạo trẻ. có lúc tôi ngồi uống cà phê với những cầu thủ trẻ ở các đội. Các bạn ấy cũng tâm tư, các bạn ấy cũng suy nghĩ rất nhiều bởi vì có những cầu thủ mà họ sẽ phải ký hợp đồng ràng buộc với câu bộ đến năm 26 tuổi. Vậy thì quãng từ 23 đến 26 họ vẫn phải thi đấu, họ vẫn phải chiến đấu hết mình, họ vẫn đấy nhưng mà cái số tiền thu được của họ thì nó chỉ vẹn vẹn chỉ là lương và thưởng, không có tiền chuyển nhượng, không có tiền lót tay, thế nên là nhiều người mong muốn rằng ở một cái câu lạc bộ nào đó hãy đến và cứu em đi chẳng hạn, hãy tạo ra cho em cái bảo đồng mới mua vào hoạt động, ví dụ như là trường hợp của trọng ở đồng tháp cũng đã được BKM bình, bình dương và à. bình trọng đã mang về một cái bản đồng và à, bây giờ thì mọi thứ đang rất là tốt bạn ấy trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp tự do ký hợp đồng và công hiến đồng tháp cũng có được cái buồn uh, trả về quyền lợi về mặt tài trợ về mặt đào tạo của bạn ấy rồi Ờ, với tôi thì tôi nghĩ rằng trong tương lai chúng ta cố gắng từng bước từng bước để có thể chuyên nghiệp hóa từng phần một ờ, Chất lượng đào tạo cũng phải quan tâm để ra những cái sản phẩm tốt Đến bao giờ mà một lứa cầu thủ ví dụ như là lứa U19 của Hà Nội năm vừa rồi đi ạ Họ vô địch mà 20 cái tên đó đều là những cái cái tên hot trên cái thị trường chuyển nhượng ấy và các câu bộ lao vào để tranh nhau mua ấy, thì nó mới là cái tín hiệu đáng mừng của của bóng đá trẻ. Chứ còn bây giờ ngay cả cái U19 của Hà Nội ấy, uh, vô địch năm nay nhưng mà để trở thành đá V League thì tôi nghĩ rằng có khi 4 năm cầu thủ cũng là nhiều rồi thì nó sẽ chưa phải là một cái thị trường, chưa phải là một cái chất lượng tốt cho đầu ra của chúng ta. Và khi chúng ta có nhiều sự lựa chọn như vậy, uh, Hà Nội U19 có 10 cầu thủ à Viettel 19 cũng có 10 cầu thủ tốt nghiệp rồi Công an Hà Nội, Công an nhân dân rồi Nam Định, Sông Lam Nghệ An thì lúc đấy mọi thứ chúng ta sẽ có tới 4 50 cầu thủ ở mỗi mùa giải để chúng ta chọn lựa, chúng ta mua bán, chúng ta tìm hiểu và ký kết đồng thì mọi thứ nó sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều thay vì mỗi mùa chúng ta chỉ xuất hiện tới 1 2 3 4 cái nhân tài và nó quanh quẩn đâu đó chỉ trong những cái phạm vi chuyển nhượng Ngoài thôi. ra thì thị trường chuyển nhượng nó đang khiến cho chúng ta cảm thấy lo lắng. À, tôi đang muốn nói đến trường hợp của Hồ Văn Cường nếu Hồ Văn Cường không ra công an Hà Nội, bạn ấy vẫn thi đấu cho Solar Lan An, tôi tin là bạn ấy sẽ có màn trình diễn khác. Và bây giờ bạn ấy không thuộc quân số của U23, bạn ấy phải thuộc quân số của đội tuyển quốc gia. Và nếu như mọi người hỏi ai là người trong thị trường chuyển nhượng giữa mùa mà làm tôi vui nhất, đấy là Trần Quang Thịnh. Trần Quang Thịnh đã muốn ra đi từ đầu mùa, nhưng vì lãnh đạo cũng thích, mà bạn đấy thì lại chuyên môn cũng ok. Tức là nếu mà để dùng ngay trong đội hình chính thì không thể, nhưng mà thỉnh thoảng dự bị thì cũng được. Chứ đấy, những cái cái tranh vinh như thế nó khiến cho chúng ta đang tước đi cơ hội của rất nhiều những cầu thủ. Mà lẽ ra cái thời điểm này ấy, ở lứa tuổi U23 ấy, họ phải được thi đấu nhiều hơn, được ra sân nhiều hơn thì cuối cùng chúng ta thấy là chúng ta đang giam lọc những cái tài năng của chúng ta. Tôi cũng rất là hy vọng là các đội bóng cũng sẽ phải hành động bằng cái lợi ích của các cầu thủ. Bây giờ cứ đi ra xem câu Hà Nội đá, bao giờ tôi cũng đùa Hồ Văn Cường. Cường ơi bây giờ làm ca sĩ hay làm cầu thủ? Ý là là trùng tên với Hồ Văn Cường. Bạn ấy bảo là muốn đá lắm đấy, muốn chơi lắm đấy. Nhưng chơi làm sao được đội trưởng hồ tấn tài còn có anh văn thanh mặt nữa. lên toàn các huyền thoại rất là khó chơi như vậy là liệu chúng ta có đang bị lãng phí hay không và tôi đang nhìn thấy ở cái guồng quay thị trường chuyển nhượng này của chúng ta nó đang chưa kích thích sự phát triển của cả một nền bóng đá cho nên nó chỉ tập trung vào lợi ích của một số đội bóng một số cá nhân chứ nó không phải là một điều đốt tinh thần để cho tất cả nền bóng đá của chúng ta đứng dậy thì nó cũng không khác gì một cái hình ảnh thu nhỏ của tuấn anh một mình bạn đấy không thể gánh được cả một đội nhưng nếu bạn ấy ra mọi người chia sẻ thì nó lại làm sự phát triển, chơi cực kỳ thoải mái, chơi đầy cảm hứng, chơi đầy niềm tin và có thể là rất nhiều thành công. Đó là cái quan điểm cá nhân của tôi. Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm của anh ở trong phần kết của chương trình. Chúng ta cũng không phải là không có những cầu thủ Việt và những bản hợp đồng có thể chuyển nhượng, nhưng rõ ràng là đa phần các đội bóng và trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa họ đang cố gắng lấy người để đạt được những mục tiêu trong phần còn lại của mùa giải và có rất nhiều những đội bóng mà họ muốn nhưng mà không không có được bởi vì một phần là tiềm lực tài chính tôi nói câu chuyện của khánh hòa nội binh của khánh hòa không hề tốt một tí nào họ cũng rất khao khát để tìm kiếm những cái tên mà các anh vừa đề cập và cuối cùng phải ký hợp đồng với cả những trường hợp như nguyễn hoàng quốc Chí một cầu thủ đã từng đi đá phủi và vẫn phải quay lại để phục vụ đội bóng thì câu chuyện này có lẽ là hướng tiếp cận sẽ mở ra những chương trình chuyển nhượng tiếp theo chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn một lần nữa thì xin cảm ơn nhờ những thông tin những thông tin rất nóng hổi những thông tin mà anh không kể, bọn tôi sẽ không biết được. Cảm ơn Vinh Long Minh Hải và xin là cảm ơn những phân tích về mặt chiến thuật cũng như là những cảm xúc mang tính cá nhân của huấn luyện viên Phương Nam. Một kỳ chuyển nhượng giữa mùa thật sự sôi động với những bản hợp đồng, đồng cầu thủ Việt. Xin được chúc cho Tuấn Anh nói riêng và các cầu thủ của Việt Nam nói chung sẽ hạnh phúc ở một môi trường mới. Và thưa quý vị, những sự chuyển dịch, những thương vụ của các cầu thủ Việt tạo ra một bức tranh rất sôi động với những rất nhiều những sự thay đổi về môi trường và thậm chí là kéo theo cả những suy nghĩ tất nhiên đó là quan điểm của mỗi người nhưng thế mới là bóng đá bóng đá có cần những suy luận bóng đá có cần những góc nhìn và những phân tích và thậm chí là cả những cách đặt vấn đề đôi khi những suy diễn tưởng như không thể mà lại có thể xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại